Hello, xin chào các bạn. Trở lại với mình Pino và hôm nay mình sẽ chơi móng vuốt. Chào. Kìa, chơi cái gì vậy? Ôi, chơi này khó quá. Yeah. Chơi này rất là ngu người đấy. Thật sự nó rất là khó. Yeah, hai mạng rồi. Mình chơi cái này cái, chơi kiểu gì đấy, còn phải cả cái đặc biệt ngu người đùa chứ, lại chém nó đã biết mình còn một chém là kinh vai. Yeah, pê lòi. Ôi chín máu kìa, ARD một máu thôi không ăn à. Rồi mình lại ra vết máng vậy, của mình mà mình phải vết chứ. Yeah. Ngu người. Ôi. Cái chậm lắm. Tự các bạn bảo mình chơi, mình mới chơi chứ. Ôi anh ơi, thay em. Ôi, chơi cái này ngu người ấy. Sự đây là không phải là một vũ khí đâu các bạn. Đây là một cái bóng chó vớ vẩn. Các bạn đợi mình xem. Rồi cái đặc biệt như thế này đây. Ngu người. Làm gì. Về lại. Làm gì làm gì. Làm gì. Ôi anh em đừng có chỉ chém mình chứ. Chém qua đứa khác đi chứ. Thế không đẹp tí nào. Đúng vậy. Ôi ôi. Chỉ chém mình. Hài lắm chứ. Trời cái vớ vẩn thì chờ. Chém đặc biệt chậm thế. Mình khuyên anh em là đừng có chơi mấy cái loại vớ vẩn này. Làm cái gì. Thật sự rất là vớ vẩn. Ngu người. Ngu người. Nào xuống nào. Xuống nào. Xuống nào. Xuống nào. Đồ. Chơi vớ vẩn vãi. Ui ốc kìa. Ngu người. Mình phải chơi cả đá nữa được không thì thôi. Không bắt được. Sự đây là một vũ khí rất là tuyệt vời. Ngu người. Chém chuột trái nó đã chậm rồi. Ok ok. Ôi ôi, chém thằng sau đi, chém gì tao. Thì rất là khó chịu các bạn ạ. Đồ đơn nó toàn như thế này, mình chả lắm chứ. Ôi anh ơi, được, từ rồi. Ôi, bây giờ toàn diều này, bấm VIP này, chẹt gôn này. Chơi mấy cái này thì làm sao mà ăn được. Ngu người. Mình điên rồi nha. Ngu người này. Điên lắm rồi đấy. Định đá. Làm gì đây. Phê lòi. Yeah. Yeah, lão xuống nào.
Ô chơi cái này được 6 kỳ là phê lắm đấy. Rất là hài. Ở vũ khí ngộ nghĩnh này. Gì đây? Anh ấy chỉ nhìn mình ạ. Anh kết ngu người. Ôi chém tay máu không sao kìa. Bởi tè tè em xin. Cút cút ngay. Mới cút cút đi. Ngu người. Làm gì đây? Ừ, thanh niên. Ngu người. Ô tè máu không sao ạ. Thằng Long đấy. Nào xuống nào anh ơi. Thanh niên vêu bùm. Uầy. Ôi kinh quá. Người từ từ thôi. Thật sự đúng là vũ khí của cho AI. Đúng là ngu người. Ôi té. Em đi, em đi. Móc ngay, móc ngay. Ôi té ngay. À, mày đi em đi. Đùa à. Móc còn chết ạ. À. Anh ơi. Yeah, xuống nào anh ơi. Em đi, em đi. Alo. Chơi này lên được 70 kin không biết. Chung là khó lắm. Vậy. Một máu kia ăn nó đi. Nào. Bạn làm gì đấy? Ui 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 ui. Đồ. Bóc nhanh vậy. Anh em thấy mình vô vập kinh quá. Ngu người. Kinh vậy. Sao sao mà chơi được. Một pha thông thông cống. Tưởng con ăn. Yeah, còn đây. Phê lòi. Ok, chẳng mày chết ở kia. Hai vậy. Anh ơi đi chơi, anh ơi đi chơi. Anh ơi cho em theo với. Để em móc đít anh nhé. Ngu người. Ngu người. Yeah tuyệt vời. Tuyệt vời multi. Ôi hệ mất multi rồi. Yeah có đấy. Bê lòi. Anh ơi có lẽ cho em sờ ti cái. Ôi không làm gì được quả đấy. Hàng. À, anh này hay đi chơi. Hay đi chơi vớ vẩn đây. Tuyệt vời. Hai kill luôn. Lô xiên luôn phát đấy đấy. Tuyệt vời đấy. Ôi ôi. Ôi anh ơi, từ từ thôi. Từ từ thôi. Nào, xuống nào. Yeah, ngon đấy. Ôi, nhanh vậy. Người thế ở bên kia. Thôi anh ơi. Đi ngay. Ôi móc.
Anh ơi, em đằng sau này, ăn nó em đi. Cô xong. Từ từ thôi. Làm gì phải nóng? Làm gì phải nóng? Ừ, từ từ thôi. À, mày thích chết gì? Mày thích chết cái gì? Nào, rút nào. Nào, mày đây đây. Nào, tao chơi mày luôn. Tao chơi mày luôn. Thằng trẻ trâu chửi mình kìa. Quần hạ vai. Không biết cầm gì. Vãi cả thượng tá. Ngu người. Hết thời gian rồi. Yeah, tuyệt vời đấy. Ủa trời này 74 kin. Chém vớ vẩn. Các bạn thấy hay, like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.